Phút 84, Thành Lương bên phía đội khách nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm với Vũ Văn Thanh của đội chủ nhà. Không hài lòng với quyết định của trọng tài Ngô Duy Lân, cầu thủ mang áo số 11 của CLB Hà Nội có những phản ứng mạnh mẽ và tiếp tục bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp. Chính tấm thẻ đỏ của Thành Lương là nguồn cơn dẫn đến những phản ứng cực mạnh của CLB Hà Nội khiến trận đấu gián đoạn gần 10 phút. SLV CLB Hà Nội cho rằng đội nhà bị thổi ép tại Pleiku trước phản ứng của SLV Chu Đình Nghiêm. Trọng tài Ngô Duy Lân đã truất quyền chỉ đạo với thuyền trưởng câu lạc bộ Hà Nội, khiến trận đấu bị đẩy lên căng thẳng đỉnh điểm. Sau trận đấu, SLV Chu Đình Nghiêm đã không tham dự buổi họp báo. Nhưng ông có những chia sẻ rất bức xúc với công tác trọng tài, Thành Lương có phần bị ức chế khi bị phạm lỗi trong vòng cấm nhưng Hà Nội không được hưởng phạt đền. Cả hai đội đang chơi cống hiến mà trọng tài phạt thẻ đỏ như vậy rõ ràng là phá hỏng hết trận đấu. Tôi cho rằng trọng tài rút thẻ với Thành Lương là ép quá đáng. Cũng theo SLV Chu Đình Nghiêm, khi vào đường hầm, một người lạ mặt đã suýt tấn công ông. Được biết đây là một trọng tài trẻ người Gia Lai đang cầm còi ở giải hạng nhất. Liên quan tới tấm thẻ đỏ của Thành Lương, theo báo cáo của tổ trọng tài với giám sát trọng tài sau trận đấu, Thành Lương được cho là có những lời lẽ không đúng chuẩn mực, thậm chí thóa mạ trọng tài Ngô Duy Lân. Tuy nhiên, tiền vệ mang áo số 11 khẳng định anh không có lời lẽ nào vô lễ với trọng tài, mà chỉ yêu cầu trọng tài phải bắt công tâm, tránh để trận đấu căng thẳng. Hòa 2-2 trên sân Pleiku, Hà Gia Lai và Hà Nội sẽ gặp lại Hà Nội trên sân hàng đây trong trận tứ kết lượt về. Ngày 15 tháng 5 tới, T.D. Tách, CLB Hà Nội, Hà Gia Lai, SLV Chu Đình Nghiêm.